Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn triển khai thiết kế bản vẽ tỷ lệ 1/500 một cái mặt bằng khu quy hoạch có diện tích bằng 42.770 m². Đây là một bản vẽ dạng quy hoạch dành cho những bạn học chuyên ngành về quy hoạch bên trường kiến trúc hoặc là trường bách khoa hoặc là một số trường khác mà có phần lĩnh vực về quy hoạch. Đây này gọi là bản vẽ chuyên ngành. Đây là đề bài của mình. Mình có một cái khu đất diện tích 42.770 m², nó khoảng chừng 4,2 hecta. Chiều rộng của cái chiều dài của cái khu quy hoạch này là 235 m và chiều rộng là 182 m. Đây là một cái ví dụ cho nên là tôi sẽ lấy một cái khu đất vuông 235 và 182. Tất nhiên trong thực tế các bạn có thể có những cái khu đất nó có diện tích khác đi và một số cái chiều dài chiều rộng nó không vuông vắn như thế này, thậm chí nó là nhiều nét thì mình cũng triển khai tương tự. Ở đây là bản vẽ hướng dẫn cho nên là sẽ làm một số cái bản vẽ nó đơn giản hơn để cho các bạn chủ yếu là triển khai. Trong một cái bản vẽ quy hoạch các bạn sẽ để ý thấy đầu tiên là một cái ranh màu đỏ ở đây. Thông thường người ta sẽ đánh dấu ranh của cái khu đất quy hoạch của mình. Đây là 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm. Nên thực tế thì những cái ranh nó có thể nó phức tạp hơn, nó có thể có tới vài chục điểm, thậm chí cả trăm điểm. Trong các bản vẽ quy hoạch thì bao giờ nó xuất hiện những cái nét đường. Các bạn để ý, đây này nhé, đường đi. Trong này nó sẽ xuất hiện những đường nhỏ hơn, đường nhỏ hơn để đi vào các phân lô của các cái ngôi nhà. Và đây, ở đây khu vực này là một cái miếng cây xanh. Phần phía bên này các bạn nhìn thấy đây là một cái dạng phân lô nhà phố 18 x 5, nghĩa là nhà phố này có bề ngang 5 m. Phần này cũng thế, tương tự là phân lô 5 m. Phần này cũng thế, riêng cái phần đằng này, phần đây và bao phủ bên đây. Ở đây là phân lô theo cái dạng biệt thự cho nên là người ta sẽ phân lô theo dạng 10 m. Rồi bắt đầu bản vẽ này thì mình cũng phải tạo từ những cái laser mà mình vẽ lên. Đầu tiên mà các bạn nhìn thấy chính là laser nét trục. Thông thường sẽ xuất hiện những cái nét trục trước để bố trí trục tim cho các cái đường trục này, đường tim. Tiếp theo tới cái nét màu xanh đây, các bạn sẽ thấy đó là cái nét lòng đường. Nét màu tím đây là cái nét lề đường. Các bạn nhìn thấy cái nét xanh đây. Đây nếu mà các bạn học chuyên ngành thì các bạn hiểu ngay đó là cái nét và chỉ dưới đường đỏ. Và chỉ giới xây dựng, đây là chỉ giới đường đỏ và đây là chỉ giới xây dựng. Và đây là những cái nét phân lô. Rồi, mình sẽ vào cái bảng laser và mình tạo cho nó. Ở bảng laser mình sẽ tạo một số nét. Ở đây có nét kích thước rồi, ở đây có nét tim là để giảm nét center ở trường này. Đây thêm một số nét khác, ví dụ như nét đường. Nét đường mình sẽ để màu xanh. Rồi nét liền, thông thường nét đường mình sẽ để khoảng 0.5. Tùy theo bạn vẽ lớn hoặc nhỏ các bạn có thể tăng hoặc giảm. Thông thường để 0.5. Nét lề cho một tí. Nét lề thông thường nó sẽ bằng 0.3. Đây chính là nét đường, đây là nét lề, đây là nét trục, đó rồi. Đây là led phân lô. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ trước, sau đó mình sẽ bổ sung thêm một số laser sau. Đầu tiên, vẽ một cái đường với một hình chữ nhật 235 m và 182 m. Tắt bullet trên cái laser đường để làm mặc định RSC. Lệnh tôi vẽ nó sẽ nằm hết ở trong cái ô comment này. Các bạn có thể theo dõi trên cái dòng comment này cho nó tiện theo dõi. Rectangle. Vẽ một cái hình chữ nhật 235.182. Click Enter để tách rời các cái nét ra. Chuyển cái nét này sang cái nét laser tim, laser trục gì đó. Ở đây nó đứt ngắn quá, các bạn có thể cho nó đứt dài ra.
Thêm 1 lên và hiệu chỉnh. Thì cho lên 3 lần đi. Rồi lên 6 đi. Đúng nè. Rồi. Đấy, kéo dài hai bên một chút xíu cho nó dài lên. Rồi. Từ cái nét đường đây mình bắt đầu mình sẽ đường vào trong. Từ nét trường này vào đây 55m là tới con đường thứ nhất, 52m tới con đường thứ hai, 55 52. Offset 55, offset vào đây, offset vào 52, được hai hệ trục thứ hai, được chưa? Này có một con đường ngang đây, một offset từ đây xuống 56m. 56. Rồi, có 56m. Từ đây mình offset xuống đây có một con đường nhỏ nữa là chỗ này, là từ đây xuống tới đây 74m, xuống tới đây. Ở đây 72m và 74. Đây 72. Rồi, 72 nó offset vào đây. Rồi, mình đã được dựng sơ sơ một số đường cơ bản. Cắt bớt nó đi cho nó hoàn chỉnh. Này, cắt tới đây. Các bạn có thể bỏ với cái lưới đi cho nó dễ nhìn, không còn lưới nó không có tác dụng gì nhiều. Rồi từ cái đường bên trên mình sẽ offset ra trên. Cái đường này là đường 10m. Mỗi bên nó sẽ lên 5 lên 5 và cái lè là lè 4m. Ho enter 5. Offset lên trên 5, xuống dưới 5, sẽ có lẻ 4m. Và mình sẽ có hai cái nét được. Và đây là hai cái nét lẻ. Con đường bên đây là 20m, 11m và 4m rưỡi, 5m rưỡi. Enter 5m rưỡi, 5.5 và 4.5. MA quét sử dụng ở đây. Rồi đường phía bên đây, đường phía bên tay trái các bạn sẽ có một con đường phía bên đây cũng là như thế, cũng là 20m, lòng đường là 11m, lề là 4m rưỡi. Đường bên dưới thế, con đường bên dưới đây cũng bằng thế luôn, cũng bằng 20m luôn, 5m rưỡi và 4m rưỡi. MA sử dụng lệnh quét copy thuộc tính. Rồi tới con đường này và con đường này. Con đường này là 12m, 7, lòng đường 7m và lề là 2m rưỡi. Con đường này là 14m, lòng đường là 7m, lề là 3m rưỡi. ba mét rưỡi, 2m rưỡi. Con này là 3m rưỡi. Copy nó vào.
Red màu sắc. Cái con đường ngang bên trên đây là 12m, lòng đường 7m, hai lề hai bên mỗi bên 2,5m. O enter 3.5. 2,5m. Quét. Đây là con đường nội bộ bên trong đây. Đường này cũng là 12m, 7m, 2,5m. Đường này cũng thế. 3,5m cho mỗi bên cho cái lòng đường. 2,5m cho mỗi bên lề đường. Sử dụng lệnh quét, quét từ đây, quét vào, quét vào. Rồi, mình đã đi phân bố xong các cái hệ thống đường. Rồi, bây giờ là bo góc đường vào. Đối với bên trên này, mình đo bán, bo bán kính bằng 12, 12. Xem ở đây 12, 12 luôn. Và đây bên phía dài bên trên này, mình sẽ bo góc bán kính bằng 12. Trước khi bo góc thì sử dụng lệnh TR để cắt góc đi. Đầu tiên tắt cái laser tìm đi, sau đó TR. Các bạn có thể cắt bớt cái giao nhau giữa các cái góc đường. Để mỗi hồi mình sử dụng lệnh bo góc hoặc là lệnh chamfer, nó sẽ không bị đứt hai đoạn bên kia. Rồi, tới đây chúng ta sử dụng cái lệnh bo, sử dụng lệnh F, Enter, R, Enter, bán kính bằng 12. Nhấn thêm lệnh M để mình sử dụng bo được nhiều lần. Xuống hàm bên dưới đây. Bên dưới bán kính ở đây, bán kính ở dưới này phần thay đổi khác nhau. Ở đây là 12, ở đây 8, ở đây 10. FR và 12 để như cũ. R8, chỗ này thay đổi bán kính bằng 8. Chỗ này bán kính bằng 10. Đặt tới phía bên này đằng sau cùng. Bán kính bằng 12. Chỗ này sử dụng lệnh TR cắt bớt chỗ này đi. Có không lên trên này. R bằng 8, R bằng 8, R bằng 8, bằng 8, bằng 8. Vậy là các cái bán kính còn lại bên trong chúng ta bo bằng 8 hết. F, Enter, R, Enter, 8. Và nhấn thêm chữ M để multiple, các bạn có thể bấm một nhiều lần. Ở đây, nếu mà bạn nào cảm thấy mà mình bấm nó không chính xác, có thể tắt cái laser lè này đi. Sau đó mình có thể bấm để bo góc những cái một cho nó dễ dàng thao tác hơn.
đây mở bóng ra. Và chỗ này con đường tới đây nó chạy cụt vào một đoạn. Khoảng cách từ đây tới đây, từ đây ra tới đây cho 20 mét đi. Rồi enter xác một đường 20 mét ra. 15 mét. Kéo dài nó lên trên, kéo dài nó xuống dưới. Cắt bớt đi. Sử dụng TR để cắt. Chọn đường nó ngang cắt. Rồi. Bây giờ chúng ta đi bo góc. Chúng ta đi vạt góc, vạt các cái góc đây. Các cái góc được vạt góc. Thông thường những cái lề người ta vạt góc. Các bạn để ý mấy cái lành, cái nhà phố mà ngay cái căn ngay góc đây, vạt góc theo các cái chiều. Từ đây vạt góc 5m, từ đây vạt 5m. Trong bài này mình lấy chuẩn, mình lấy bằng 5m hết đi, nó dễ sử dụng. Chuyển sang laser nét lề, tắt bỏ cái laser nét đường đi, nó dễ. Sử dụng lệnh chamfer CSA, gõ lệnh D và 5. Cũng như thế nhấn thêm chữ M sẽ bo được các góc. Rồi, mở cái laser tim chụp đường lên. Cắt bớt cái đoạn nét tim này đi. Rồi, mình đã triển khai được căn bản. Các cái hệ thống đường và các cái lề của cái khu lô đất này. Bây giờ các bạn sẽ triển khai tới phân lô của một ngôi nhà. Đây, phân lô phía bên trên trước. Khi phân lô xong thì mình sẽ có cái phần chỉ giới xây dựng. Các bạn để ý các phần chỉ giới xây dựng ở đây. Phần này là phần cái khoảng lùi, nét màu xanh là khoảng lùi. Và lùi tính từ nét lè vào ở đây là khoảng lùi là 2,5 m. Tính từ 2,5 m và mình sẽ đưa vào tới đây là 5 m. Nghĩa là tính từ khoảng lùi này vào đầu tiên. Alt Offset cái khoảng lùi vào. Để cái đường này, những cái nét rời nhau các bạn có thể cho nó dính lại cùng với nhau thành một đường. Đó là sử dụng lệnh cho G, Enter các bạn hợp nó lại với nhau. Nó sẽ dính với nhau lại thành một đường liền với nhau. Để cho mình tiện cái thao tác hơn. Chỗ này nó chung cả nét đường mất rồi. Bỏ nó ra. Sử dụng lệnh quét nó vào. Enter Offset bằng 2.5. Đây là cái khoảng lùi. Và laser tạo một cái laser mới khoảng lùi. Nét màu xanh. Nét của khoảng lùi chính là nét hidden. Nét khuất.
Array của net sẽ bằng 0.2. Chuyển thằng này sang layer net khoảng lùi. Thế ở đây nó đứt. Cho một hiệu chỉnh cho nó đứt ngắn lại. Mình có một cái nét khoảng lùi tương tự như thế cho những vị trí khác. Ở đây khoảng này bằng 2.5. Khoảng lùi trên này bằng 2.5. Rồi, ở đây chúng ta sẽ thống nhất lấy khoảng lùi bằng 2.5 cho bằng nhau hết cho nó dễ thể hiện. Sử dụng anh MA copy thuộc tính class sang hết những cái nét khoảng lùi. Rồi, mình được một cái phần đầu tiên. Bây giờ mình sẽ phân lô một cái lô đầu tiên. Tạo một cái layer mới, layer phân lô. Tạo một cái màu gì đó các bạn có thể chọn tùy ý. Hai bên nha, cái lô nét đèn, tạo một click cho nó để nó thành layer mặc định. L enter vẽ một đường từ trung điểm này xuống thẳng xuống dưới đây. O enter offset vào 5. Đây nè, khoảng bề rộng của cái lô. X enter kéo dài cái đường follow lại lên. Rồi, sau đó các bạn có thể offset xuống 5. Có thể sử dụng lệnh array hoặc là lệnh copy. Thông thường mấy cái chỗ đơn giản này mình chỉ sử dụng copy là xong rồi. Xuống tới bên dưới đây, các bạn đấy khoảng khoảng. Thông thường mấy cái lô phía bên dưới góc này, người ta làm cái mặt tiền nó quay ra cái đường lớn đây. Cho nên là người ta sẽ xoay ngược cái lô lại. Mình sẽ đo khoảng chừng từ đây tới đây để mình căn được chiều dài của cái lô. DLI khoảng từ đây tới đây vào khoảng 19 m, từ đây xuống đây 22 m. Mình so xuống một mét nữa đi, 17 m. Hai cái lô đầu 17 m. Rồi phân ngược trở lại, rồi đó sẽ ra mỗi bên bằng 5. Bên bằng 5. Rồi cái căn góc này có thể nó sẽ lớn hơn chút xíu. Rồi là mình có một cái phân lô đầu tiên. Tương tự như thế cho những cái lô thứ hai. Mình sẽ phân từ đây xuống. Copy từ đây sang. Đôi khi khoảng cách của nó không bằng nhau. Rồi khoảng cách bằng nhau thì quá tốt. Có hai cái dàn bằng nhau. Lên trên này, con lô đây nhà phố nữa, con lô đây nhà phố. Vẽ một đường nằm ngang dài xa. Từ đây mình vẽ một đường đúng bằng cái nét chỉ giới xây dựng. Offset ra bằng 5 cho tới phân lô. Sau đó kéo dài cái đường phân lô lên, xóa cái đường này đi. Offset ra bằng 5. Show copy ra các lô mới. Rồi, mình đã phân lô xong 3 cái khu. Ở phía trong này, những cái lô ở đây người ta phân theo lô dạng lô 10 m là lô biệt thự. Mình sẽ phân 10 m. Offset là 10 m. Đây là dạng phân lô biệt thự rộng hơn, kéo dài nó ra. Xét tiếp ra 10 m nữa. Sau đó sử dụng lệnh copy, các bạn có thể nhân bản nó lên cho nó nhanh chóng.
trong cái lô biệt thự đây các bạn để ý nha. Ở đây là người ta có vẽ một cái mẫu nhà biệt thự sẵn, người ta để cho đây. Mẫu này các bạn có thể tự vẽ hoặc là đây, ở đây tôi đã vẽ một cái mẫu đơn giản trước, các bạn có thể nhìn thấy. Di chuyển đặt cái mẫu biệt thự này vào đây. Ở đây thì đúng phần chỉ giới xây dựng. Đó. Nhân bản nó nha, mình sẽ được hai cái hai bên. Copy lên trên này một cái nữa. MI lật đối xứng nó lên. Rồi, copy tiếp ra. Rồi. Tương tự như thế các bạn có thể làm vòng sang phía bên này và đi lên và đi sang đây. Còn chỗ này các bạn có một cái khu vực để kích thước để cây xanh, xét từ đây tới đây là 39 m để follow cái khu biệt thự bên trong này, 6 m ra, còn cái phần còn lại ở đây là cây xanh. Sẽ là 39 m, đây là phần phân lô. Sẽ là 6 m ở đây, và phần còn lại chính là phần phía xanh. Sẽ ra chamfer cái chỗ này, cắt bớt đi. Sẽ ra đi 5 5. Enter cho nó lại, đặt các đối tượng lại với nhau. Rồi chỗ này có thể phân lô biệt thự tiếp theo, và chỗ này là phân lô cây xanh. Chỗ này tạo một layer mới là layer cây xanh. Cho nó một cái màu xanh nét mạnh hơn. Upload chỗ đó, sử dụng lệnh H, Enter, quét cây xanh vào. Và tâm mẫu đây các bạn có thể tìm thấy một loại cây xanh ở đó. Đây. Đây. Cho nó dày hơn chút xíu, các bạn có thể giảm tỷ lệ nó xuống. Rồi, là mình có một cái ô cây xanh. Các bạn có thể làm follow tương tự như thế cho hết cái phần khu biệt thự bên này, hết cái phần biệt thự bên này. Sau đó sử dụng đo kích thước đo vào, tôi sẽ đo mẫu cho các bạn một số cái ở đây. Đứng trên laser kích thước, các bạn đứng ở ISO 5 các bạn đo. Rồi, DRA các bạn sẽ đo được những cái đường bán kính. Bán kính. Rồi, mình đã đo xong được hoàn chỉnh cái bán kính phần bên ngoài. Tiếp theo mình đo kích thước chi tiết cho nó ở trong này. Đo một cái điểm mẫu đây, 5 m, 5 m. Ở đây đường kích thước thứ hai, đường kích thước đo 5 m, 5 m, người ta để một cái dấu sẹt, dấu architect. Các bạn có thể tạo một cái đường kích thước mới cho nó. Đo bằng ISO 5 đây.
các bạn bấm new đặt tên cho nó. Rồi dấu này các bạn chọn về dấu architect. Thông thường thì dấu architect các bạn để xếp nhỏ hơn một chút xíu, 1.5. Như là chỗ này cho 1.25. Rồi sau đó mình đo kích thước. Mình để giống cho nó thẳng hè. Tương tự như thế các bạn có thể đo được cho những chỗ khác giống nhau. Rồi, còn cái phần chữ các bạn có thể sử dụng cái lệnh text, các bạn có cái chữ và đánh vô đường số 2 đường số 3. Cái này chắc là phần căn bản dễ, chắc các bạn sẽ làm được. Còn những cái phần đường kích thước tiếp theo các bạn có thể tự đo. Đây là một số cái mẫu tôi sẽ đo thử cho các bạn. Do thời gian có lượng cho nên là các bạn sẽ thực hành tiếp.